Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương 12, các kỹ năng tạo thiện cảm căn bản. Thiện cảm là trạng thái tự nhiên của những người có mong muốn xây dựng mối quan hệ. Tóm lược, để xây dựng được mối quan hệ vững chắc với khách hàng, bạn phải gây được thiện cảm với họ. Hãy hòa hợp và phản chiếu cách cấu tạo ngôn ngữ cơ thể và sự khuếch đại ngôn ngữ của khách hàng. Khi muốn tạo thiện cảm, bạn phải luôn suy nghĩ dựa trên các nhu cầu của khách hàng thay vì sở thích cá nhân của riêng mình. Một nụ cười sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người với nhau, còn một cái bắt tay thì vừa có thể hỗ trợ việc tạo thiện cảm, vừa có thể bóp chết quá trình đó. Thiện cảm có thể được ví như một cây cầu mà chúng ta phải xây dựng nên để kết nối mình đối với khách hàng. Mọi hoạt động giao tiếp đều sẽ phải đi qua cây cầu này. Vì thế, bạn nhất định phải xây dựng cây cầu bằng vật liệu mà khách hàng sẵn sàng bước qua. Nói thêm một chút về phép ẩn dụ này, xem chương 16. Sẽ không có ích gì khi xây một cây cầu bằng gỗ nếu ở đầu bên kia là một người chuyên phóng hỏa. Họ sẽ đốt trụi cây cầu ngay khi bạn vừa xây nó xong. Một cây cầu xây bằng gạch lúc đầu trông sẽ rất hoành tráng. Nhưng nếu không có xi măng kết nối các viên gạch đó lại, cây cầu sẽ sụp đổ ngay khi có người bước qua. Bài học rút ra từ phép ẩn dụ này là, khi xây dựng một cây cầu mang tên thiện cảm, bạn phải luôn suy nghĩ dựa trên các nhu cầu của khách hàng thay vì sở thích cá nhân của riêng mình. Thực chất, thiện cảm là nền tảng của tất cả mọi hoạt động giao tiếp hiệu quả. Robert Smith đã viết như vậy trong cuốn sách Up Your Operations, tạm dịch, nâng tầm khát vọng của bạn. Là những người Lycos, chúng ta phải luôn nỗ lực để thiết lập kênh giao tiếp hiệu quả nhất có thể với các khách hàng của mình. Các cách tạo thiện cảm khác nhau có thể được tóm lại thành 3 đề mục như sau: cách cấu tạo ngôn ngữ cơ thể, khuếch đại ngôn ngữ. Ở chương 11, chúng ta đã tìm hiểu về một vài khía cạnh và cách cấu tạo ngôn ngữ được thể hiện qua hệ thống miêu tả một người sử dụng. Khi live code cho một khách hàng tư duy thị giác, bạn phải xây cầu bằng những từ ngữ mang tính thị giác. Các khách hàng tư duy thính giác sẽ ghi nhớ âm thanh nên phải xây cây cầu bằng ngữ điệu, âm vực và nhịp độ của giọng nói. Còn các khách hàng tư duy cảm giác thì cần phải cảm thấy cây cầu vững chắc và an toàn. Các kỹ năng giao tiếp thiết yếu và các ứng dụng của chúng trong cấu tạo ngôn ngữ được giải thích cụ thể ở chương 5. Ngôn ngữ cơ thể đóng vai trò quan trọng trong cách chúng ta giao tiếp. Vì vậy, bạn cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề này khi muốn tạo thiện cảm. Có câu nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai người ở với nhau. Vì thế, hãy luôn nở nụ cười khi gặp khách hàng. Một nụ cười có thể truyền đạt nhiều thông điệp khác nhau, nhưng bạn không thể nào kiểm soát được người đối diện sẽ rút ra được điều gì từ nụ cười của mình. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều xem nụ cười là dấu hiệu cho thấy bạn rất vui khi được gặp họ và rằng bạn cảm thấy thoải mái, tự tin, cởi mở và chân thành. Hoặc bất cứ tổ hợp nào trong các trạng thái này, nụ cười của bạn phải chân thành, vì khách hàng sẽ nhận ra ngay một nụ cười gượng gạo và có thể dựa vào đó để kết luận rằng bạn là một người không đáng tin cậy, khả nghi, khó đoán hoặc đáng ngờ. Tất cả những điều đó đều không giúp ích gì cho việc xây dựng những mối quan hệ mà bạn sẽ cần đến khi phát triển sự nghiệp Lycos. Khi bạn mỉm cười, hãy đồng thời chìa tay ra để bắt tay khách hàng một cách truyền thống. Việc bạn chìa tay ra trước sẽ cho người kia biết mình phải làm gì, từ đó sẽ thiết lập bối cảnh. Điều này thể hiện rằng bạn có đủ sự tự tin và sẵn sàng để dẫn dắt cuộc trò chuyện và cũng có thể cho thấy bạn là một người ấm áp và thân thiện. Khách hàng của bạn sẽ có rất nhiều cách diễn giải khác nhau khi được bạn đề nghị bắt tay. Hãy cẩn trọng khi bắt tay. Nếu đã từng theo học một ngôi trường kinh doanh thì chắc chắn bạn đã được dạy là nên bắt tay một cách dứt khoát nhưng không được quá chặt. Tuy nhiên, đây là một lời khuyên hơi an toàn quá. Cách tiếp cận hiệu quả hơn là đáp lại cái bắt tay của người đối diện dựa trên cách họ bắt tay với mình. Vì vậy, nếu bạn nhận được một cái bắt tay cực kỳ chặt thì hãy đáp lại bằng một sự mạnh mẽ tương tự. Còn nếu người kia bắt tay bạn một cách lòng lẻo thì hãy đáp lại bằng một cách bắt tay nhẹ nhàng tương đồng với sự lòng lẻo đó, nhưng đồng thời thể hiện một cá tính mạnh mẽ hơn đôi chút. Lý do bạn không nên đáp lại một cái bắt tay lòng lẻo bằng sự lòng lẻo tương tự là bởi khách hàng đang tìm đến bạn để được like code. Họ sẽ có thiện cảm với bạn hơn nếu cảm thấy bạn có khả năng hướng dẫn cho họ khắc phục được nhược điểm
điểm yếu của bản thân. Mặt khác, một cái bắt tay quá mạnh sẽ có tác dụng ngược lại. Nó có thể ngay lập tức làm cho khách hàng cảm thấy sợ bạn. Với một xuất phát điểm như vậy, việc tạo thiện cảm sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong một cuộc gặp mặt, những phút đầu tiên là quan trọng nhất, nên hãy đảm bảo rằng bạn tập trung hoàn toàn sự chú ý đối với người đối diện. Đừng khoe mẽ và áp đảo người kia. Hãy nở một nụ cười chân thành, chìa tay ra để bắt tay và đáp lại cái bắt tay của họ một cách phù hợp. Tiếp theo, hãy đưa ra một lời khen hoặc thể hiện sự ngưỡng mộ về điều gì đó ở khách hàng, với điều kiện là bạn phải thật lòng đánh giá cao điều đó. Một chiếc cà vạt nổi bật, một chiếc kim cài áo, màu sơn móng tay, bất cứ điều gì bạn muốn, bất cứ ai trong chúng ta cũng thích hoặc được một lời khen chân thành. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang quan sát ba cặp đôi ngồi ở ba bàn khác nhau trong một nhà hàng và họ đều đang im lặng. Trong các cặp đôi này, có một cặp đôi vừa gặp nhau gần đây, đang trong giai đoạn yêu nhau. Một cặp đôi khác thì đã ở bên nhau được vài năm và tình cảm giữa họ đã rạn nứt. Cặp đôi cuối cùng đã ở bên nhau hơn 15 năm và cảm thấy thoải mái khi ở cùng nhau. Bạn có xác định được cặp đôi nào thuộc trường hợp nào không? Dĩ nhiên là có, vì tất cả chúng ta đều là những chuyên gia giải mã ngôn ngữ cơ thể thiên bẩm. Cặp đôi đang yêu nhau sẽ phối hợp và phản chiếu lẫn nhau trong mọi hành động. Khi một người uống nước, người kia cũng sẽ uống nước. Họ sẽ nghiêng người về phía nhau như thể đang khiêu vũ. Họ sẽ hòa hợp với nhau về mọi mặt. Cặp đôi đang có sự rạn nứt trong tình cảm sẽ ngồi đối diện nhau, có thể trong một tư thế hơi ngoảnh đi nơi khác. Họ ít khi nhìn vào mắt nhau và mỗi người sẽ cử động theo cách của riêng mình. Chẳng có sự đồng bộ hay điệu khiêu vũ nào ở đây cả. Không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Cặp đôi cuối cùng sẽ ngồi trong tư thế thoải mái với ngôn ngữ cơ thể cởi mở, mặc dù không mãnh liệt như trường hợp của cặp đôi đầu tiên. Cử động của họ cũng đồng bộ và họ sẽ thường xuyên nhìn vào mắt nhau. Người này sẽ phối hợp và phản chiếu tư thế của người kia. Phản chiếu là việc người đối diện cử động và trông giống như hình ảnh phản chiếu của bạn ở trong gương. Nếu bạn nâng tay phải lên thì họ cũng sẽ nâng tay phải lên. Phối hợp ngôn ngữ cơ thể là điều xảy ra trong trường hợp nếu bạn nâng tay phải lên thì họ cũng sẽ nâng tay phải lên. Thông thường, người này sẽ cử động sau người kia một chút chứ không phải là đồng thời, trừ khi hai người cực kỳ khăng khít với nhau. Khi lần đầu gặp một khách hàng, bạn phải nhanh chóng có được thiện cảm của họ. Thiện cảm là trạng thái tự nhiên của người có mong muốn xây dựng mối quan hệ. Thời điểm duy nhất bạn cần nhận thức và điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể của mình trong cuộc trò chuyện mà hai bên không đạt được sự hòa hợp với nhau. Ngay khi phát hiện ra rằng việc giao tiếp đang gặp khó khăn, hãy tập trung để ngôn ngữ cơ thể của mình và điều chỉnh hoặc phản chiếu hoặc phối hợp với khách hàng để tạo sự thiện cảm bằng ngôn ngữ cơ thể. Biểu cảm trên gương mặt cũng là một cơ hội để tạo thiện cảm thông qua sự phản chiếu. Chúng ta đã tìm hiểu ngắn gọn về lợi ích của việc này, việc thay đổi nhịp thở ở chương 5. Nhưng đây cũng là một cách tạo thiện cảm với khách hàng thông qua sự phối hợp, mà cụ thể là quan sát nhịp thở của khách hàng rồi điều chỉnh nhịp thở của mình cho giống như vậy. Ngoài ra, còn có tốc độ chớp mắt, một kỹ thuật tạo thiện cảm thông qua sự phối hợp nữa. Mỗi chúng ta đều chớp mắt ở một góc độ riêng và đôi khi việc phối hợp tốc độ chớp mắt với khách hàng là một phương pháp tế nhị và dễ thực hiện hơn so với điều chỉnh tư thế và phối hợp nhịp thở. Khuếch đại ngôn ngữ có liên quan đến âm lượng, âm vực, ngữ điệu và tốc độ nói chuyện với khách hàng. Mỗi chúng ta đều ưa thích một cách khuếch đại riêng. Không khác gì việc ưa chuộng một hệ thống miêu tả nhất định. Nhìn chung, hai hệ thống này có liên quan mật thiết với nhau. Hãy nhớ rằng, hơi thở của khách hàng đang xử lý thông tin bằng bộ lọc thị giác thường có nhịp độ nhanh và bắt nguồn từ phần trên của ngực. Còn giọng nói của họ thì có tốc độ nhanh và âm vực cao. Các khách hàng tư duy thính giác có khoảng ngữ điệu và âm vực rộng hơn. Giọng nói của họ ngân nga như tiếng hát, còn tốc độ của họ thì đều đặn và nhịp nhàng. Các khách hàng tư duy cảm giác nói chậm với một âm lượng, âm vực và ngữ điệu trầm. Bạn cũng có thể sử dụng một chương trình meta với khách hàng. Nội dung này sẽ được giới thiệu ở chương 15. Cây cầu thiện cảm cũng thường được xây dựng bằng các trải nghiệm chung. Bạn có thể khởi đầu quá trình này bằng cách nói chuyện phiếm. Bạn đi đến đây có thuận lợi không? Rồi sau đó đáp lại câu trả lời của họ một cách phù hợp. Ví dụ, nếu họ thường đến đây rất trễ, bạn có thể đáp lại rằng: đúng vậy, có vẻ như hôm nay trên đường
không có nhiều xe cộ. Còn nếu trong trường hợp đi đến đây rất tồi tệ vì xe của họ bị xịt lốp, bạn hãy đáp lại cho phù hợp, chẳng hạn như tôi rất lấy làm tiếc về việc đó, thật là bất tiện khi những việc như vậy xảy ra, để thể hiện rằng bạn đã từng trải qua điều tương tự. Tạo thiện cảm là một trong những hoạt động tự nhiên nhất trong các mối quan hệ giữa người với người mà mỗi chúng ta đều được ban tặng khả năng làm được điều đó. Nếu bạn không nhận được từ phía khách hàng những phản ứng mà mình cần có thể xây dựng được một mối quan hệ vững chắc với họ, hãy xem lại mình đang xây cái cầu bằng vật liệu gì. Điều đó sẽ giúp bạn tạo ra sự khác biệt trong khả năng gây thiện cảm của mình. Tổng kết: 1. Hãy phối hợp và phản chiếu ngôn ngữ cơ thể. 2. Cần chú ý nhịp độ hít thở và chớp mắt. 3. Sử dụng cách khích đại ngôn ngữ giống nhau sẽ giúp tạo thiện cảm. 4. Nên sử dụng một hệ thống miêu tả với khách hàng. 5. Có thể chia sẻ với khách hàng về những trải nghiệm chung.